Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt hình đại diện được đổi nền trắng đen, hàng ngàn status tức các dòng trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều lượt chia sẻ về trang cá nhân của mình những bài báo, những bức ảnh, những video về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cách mà rất nhiều bạn trẻ đang thể hiện tình cảm, sự tôn kính của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị Tổng Tư lệnh của lòng dân. Hôm qua mưa khắp Việt Nam, trời thương Bắc quá nên làm vậy thôi. Dâng hiến hết cả cuộc đời, vì dân vì nước không thời nghỉ ngơi. Giờ này bác hãy nghỉ ngơi, bên hồ Chủ tịch ở nơi tiên bồng. Đây là những dòng thơ của một bạn trẻ ở thị xã Mỹ Hào mới được đăng tải trên fanpage Bít Hưng Yên khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Bài thơ đã nhận được hàng nghìn lượt thích, gần 100 bình luận và nhiều lượt chia sẻ chỉ sau ít giờ đăng. Khi mà nghe tin bác từ trần thì tôi cũng như hàng triệu người dân của trên đất nước Việt Nam đều chung một cái niềm tiếc thương vô hạn. Và mỗi một người thì có những cái cách thể hiện riêng. Và với một người trẻ như tôi thì tôi cũng muốn là hứa không chỉ bác mà với các bậc tiền nhân là sẽ đem cái tuổi trẻ, đem cái trí tuệ và nhiệt huyết của mình góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và đấy là lý do ra đời của bài thơ Lời hứa của hậu nhân. Chỉ tính riêng trên fanpage này, trong 2 ngày cũng đã có gần 20 dòng trạng thái bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải. Mỗi bài viết lại nhận được rất nhiều lượt tương tác với những bình luận thể hiện tình cảm cá nhân với Tổng Bí thư. Đây cũng là điều mà các hội nhóm trên mạng xã hội làm trong những ngày vừa qua, lan tỏa những hình ảnh, những câu chuyện đẹp, công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận được tin bác mất, thực sự mình cảm thấy nó hụt hẫng như thể chính người thân trong gia đình của mình vừa ra đi vậy. Và ngay lập tức là mình đã chuyển avatar, hình đại diện sang hình trắng đen để tưởng nhớ tới bác. Đặc biệt là sau khi xem những hình ảnh của bác trên những trang mạng, trang báo và trên những phương tiện truyền thông thì mình càng thấy được một cách sâu sắc hình ảnh của một vị Tổng Bí thư nhưng vô cùng giản dị, trong sáng, tiết kiệm và gần gũi như chính những người dân đời thường. Và đó chính là một cái điều mà sẽ truyền cảm hứng cho mình trong cuộc sống. Khi cảm xúc cá nhân hòa vào dòng cảm xúc chung của cộng đồng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trái tim dễ chạm đến trái tim. Rất nhiều người trẻ cùng chung cảm xúc như vậy trong những ngày qua. Mình xem rất nhiều các cái câu chuyện mà báo chính thống của mình, những cái bức ảnh ấy, mình xem thì hình ảnh của bác vẫn như thế, con người vẫn trong sáng, vẫn giản dị như thế. Nhìn thực sự có những cái bức ảnh so sánh bác, nhìn bác, nụ cười của bác ấy, với cả bác Hồ với cả bác Giáp cũng là cũng có nhiều nét giống nhau thôi. Thông qua những trang mạng xã hội, những tài khoản cá nhân như vậy, rất nhiều những hình ảnh đẹp, những câu nói ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lan tỏa trong cộng đồng. Với nhiều người trẻ, chính những điều đó lại góp phần truyền cảm hứng, thêm động lực để sống, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp chung.